thói quen không ngừ khiến rất nhiều đàn ông mắc chứng tràn bão dưới không nghe. Hút thuốc lá nhiều. Một tạp chí khoa học của Anh đã nghiên cứu trên 65 người đàn ông tham gia chương trình bỏ thuốc lá 8 tuần và đo khả năng cương cứng của họ trước khi, trong khi và sau khi tham gia chương trình. Kết quả cho thấy 75% người tham gia có mức độ cương cứng lớn hơn, dễ bị kích thích hơn khi bỏ thuốc lá. Tương tự, một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Shakespeare đã phân tích mẫu tinh trùng của 1970 nam giới. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chưa đến 4% trong 318 tinh trùng của người sử dụng cần sa có kích thước và hình dáng chuẩn. Tinh trùng kém phát triển, ít có khả năng thụ tinh trong trứng hơn. Ít luyện tập thể thao. Trong 932 người tham gia phỏng vấn, chỉ có 96 người tập luyện thể thao vào một thời gian nhất định, còn 68% hầu như không luyện tập. Đây chính là thủ phạm dẫn tới hiện tượng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, từ đó dẫn tới các chứng bệnh liên quan tới mạch máu não và béo phì ở nam giới, rối loạn dương cương ở nam giới. Stress, căng thẳng. Khi chúng ta bị stress, căng thẳng, mệt mỏi, áp lực về tâm lý, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone adrenaline hơn. Điều này có ảnh hưởng không tốt, do nó làm cho các mạch máu bị tắc nghẽn cục bộ, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu bên trong cơ thể và máu lưu thông đến cõi nhỏ, khiến cho quá trình cương cứng bị đình trệ hoặc diễn ra rất khó khăn. Ăn nhiều đồ ăn vặt. Thường xuyên ăn các loại đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, ít dinh dưỡng như bim bim, khoai tây chiên, đồ rán sẽ khiến chức năng sinh lý của đàn ông suy giảm. Thay vào đó, hãy tập trung ăn những loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc, rau, cá để đảm bảo sức khỏe và sinh lý. Xem nhiều TV. Theo một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Schechter, những người đàn ông xem TV hơn 20 giờ mỗi tuần có lượng tinh trùng thấp hơn 44% so với những người hầu như không xem. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những đàn ông khỏe mạnh nhưng sống lười biếng được đo bằng thói quen xem truyền hình có chất lượng tinh trùng kém hơn do thiếu hoạt động thể lực. Ít làm chuyện ấy. Có một sự thật thú vị là cậu bé sẽ hỏng dần nếu bạn ít sử dụng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học Hoa Kỳ cho thấy người ít quan hệ tình dục sẽ có nguy cơ rối loạn cương dương cao. Theo các nhà khoa học, số lần quan hệ hợp lý sẽ tốt cho cả cậu nhỏ và sức khỏe của bạn là 3 lần trên một tuần. Ngủ không đủ giấc. Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy đàn ông ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong một tuần hoặc lâu hơn thì mức testosterone sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh việc giảm ham muốn tình dục, ngủ ít cũng khiến khả năng sinh sản của bạn kém hiệu quả, xương và cơ bị suy yếu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Xếp vài tép tỏi bóc vỏ vào đá chai nước. Thành quả sau đó khiến chị em nào cũng muốn làm theo. Quá tuyệt vời chị em ạ. Tỏi là một loại gia vị thường được dùng thêm vào các món ăn bởi hương vị thơm ngon và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tỏi chứa ít calo, chỉ khoảng 42 calo trong mỗi khẩu phần ăn và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, vitamin B6, mangan, selen, kali và canxi. Nếu có thể tự trồng tỏi, bạn sẽ không phải lo về chất hóa học, bảo quản. Phương pháp thủy canh tỏi siêu đơn giản sau đây sẽ giúp bạn có những nhánh tỏi tươi ăn quanh năm không phải lo đi chợ mua bán. 1. Dùng dao cắt lấy đáy chai nhựa chiều cao khoảng 10 cm. Chiếc đáy chai nhỏ này sẽ là nơi chúng ta dùng để thỉ canh tỏi. Bạn có thể chuẩn bị 2 hoặc 3 chiếc đáy chai đơn giản như vậy. 2. Chọn khoảng 3 củ tỏi giống mẩy không bị héo, trầy xước. 3. Bóc vỏ, ngâm tép tỏi trong nước lọc trong khoảng 12 giờ. 4. Sau đó xếp tỏi gọn gàng vào đáy chay đã cắt sẵn. 5. Đổ nước vào xăm xắp mặt tỏi, chừa một chút chốt để ra mầm. 6. Đặt ở nơi thông thoáng và có ánh nắng. Giờ bạn có thể thư thái ngắm những mầm tỏi xanh mướt lớn lên từng ngày. Khi mầm tỏi nhô tương đối cứng cáp, bạn có thể trồng chúng dưới đất vườn hoặc trồng trong các thùng xốp. Lắp đất kín các tép tỏi,
rễ tỏi sẽ phát triển nhanh và mạnh nếu gặp thời tiết ấm áp. Sau từ 2 đến 3 tháng, tỏi sẽ ra hoa. Hoa tỏi mọc thành cụm trên đầu, một trục hình trụ từ thân củ kéo dài ra. Bạn có thể thu hoạch những thân trụ và hoa, được gọi là ngọc tỏi, để chế biến các món xào cực hấp dẫn. Để thu hoạch tỏi đúng thời điểm, bạn hãy quan sát phần lá tỏi. Số lá tỏi mọc quanh thân tương ứng với số tép của củ bên dưới. Khi 1/2 số lá khô héo, có nghĩa tỏi đã sẵn sàng để bạn thu hoạch. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh, cách chữa lạ nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Rất nhiều người từng ăn đu đủ mà không biết loại quả này còn là phương thuốc chữa bệnh trĩ đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm. 1. Tác dụng của quả đu đủ. Quả đu đủ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamine, ribolavin. Ngoài ra, trong quả đu đủ còn chứa nhiều beta carotene hơn so với các loại rau củ quả khác. Đó là một tiền chất của vitamin A. Khi vào đến cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y thì đu đủ có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Ăn đu đủ chín vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, nhuận phế. Ăn vào mùa thu đông thì đu đủ giúp nhuận táo, dưỡng can, nhuận phế, trị khái, hóa đàm. Dùng đu đủ xanh hầm với thịt động vật sẽ làm cho thịt mềm hơn. Những người nuôi con bằng sữa mẹ ăn chăn giò hầm với đu đủ để có nhiều sữa cho con bú. 2. Đu đủ, phương thuốc điều trị bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ thì nên dùng đu đủ bằng cách sau. Đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g làm sạch cắt khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn. Đu đủ chín 50g, hồng xiên chín 50g, dâu tây 50, cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1-2 lần. Nếu sản phụ bị mẹ trĩ sau sinh thì dùng đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt. Đặc biệt, cắt một trái đu đủ xanh, quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tôi đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra, gấp hai nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cúng quay lên trên. Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của bú trĩ sẽ co thắt lại, như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi. Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên ăn nhiều rau củ quả, chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản trị mất ngủ còn tốt gấp 10 lần thuốc an thần. Bài thuốc này cực kỳ đơn giản, chỉ cần lấy một trái chuối đem nấu với nước, bạn sẽ có ngay một bài thuốc tự nhiên chữa bệnh khó ngủ lâu năm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Giấc ngủ đêm đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi chức năng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Chắc chắn vấn đề thiếu ngủ kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn, bởi gần như toàn bộ phúc lợi của chúng ta đều phụ thuộc vào 8 tiếng ngủ sau đó. Nếu bạn bị mất ngủ lâu năm thì nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, béo phì và tiểu đường sẽ ùn ùn kéo đến. Vì vậy, nếu gặp một số vấn đề dưới đây thì chứng tỏ căn bệnh rối loạn giấc ngủ đang tác quái và bạn cần thay đổi thói quen ngủ ngay lập tức. Mất trí nhớ, trầm cảm, luôn căng thẳng hoặc lo âu, trằn trọc khó ngủ, mệt mỏi vào buổi sáng, giật mình suốt đêm, không thể tập trung. Bài viết kỳ này của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các triệu chứng ở trên bằng một trái chuối, thay vì sử dụng các loại thuốc an thần gây ngủ để trị mất ngủ dễ gây nghiện. Chuẩn bị một trái chuối to, 600ml nước, bột quế. Thực hiện: cắt bỏ phần đầu và phần đuôi quả chuối, cho nước vào nồi,
đun đến khi nước sôi tim thì bỏ nguyên trái chuối vào. Tiếp tục đun sôi trong 10 phút rồi tắt bếp. Lấy chuối ra, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Đổ phần nước luộc chuối vào cốc và cho vào đó một chút quế. Hướng dẫn sử dụng: uống ly nước nấu chuối, rắc bột quế trước khi bạn đi ngủ khoảng 1 giờ. Sau khi uống, đợi 10 phút, bạn ăn hết trái chuối nấu. Ghi chú: một số sẽ có phản ứng đi tiểu nhiều sau khi uống nước nấu chuối chừng 20 phút. Bạn có thể cho vào nước luộc chuối một ít đường stevia nếu thích uống hơi ngọt ngọt. Vì sao lại kết hợp chuối và quế? Chuối là thực phẩm hữu cơ, rất giàu kali và magie, đặc biệt là vỏ chuối. Kali và magie là chất có lợi cho hệ thống thần kinh và khiến các cơ bắp của bạn thư giãn, làm giảm chuột rút cùng với các cơn đau khác. Quế lại là một trong những cách tốt nhất để cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy tiêu hóa và sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi nồng độ đường trong máu được cân bằng, các kích thích tố sẽ hoạt động tốt hơn và cho phép bạn rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Đôi lời nhắn nhủ: trong bài thuốc tự nhiên trị mất ngủ, ta đun sôi trái chuối còn vỏ, nên bạn cần chọn mua chuối sạch, tránh mua chuối bị tẩm hóa chất độc hại. Để đảm bảo an toàn, hãy chọn địa chỉ mua bán thực phẩm sạch có uy tín và nắm vững mẹo nhận biết trái chuối ngậm hóa chất kích thích nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui, khỏe mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng quá tin vào ý nghĩa của những con số đánh mã trên hoa quả nhập khẩu. Theo Giám đốc Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam, mã FLU được sử dụng tự nguyện và Việt Nam hiện nay chỉ quản lý đầu mã số quốc gia 893. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội lại cho rằng, những mã số khi không có cơ quan chức năng đứng ra chịu trách nhiệm thì người tiêu dùng không nên quá tin tưởng. Dân mạng xôn xao bàn tán về ý nghĩa những con số được gắn trên hoa quả nhập khẩu. Mỗi khi đi siêu thị hoặc đến cửa hàng hoa quả nhập khẩu để lựa chọn trái cây cho bản thân và gia đình, có bao giờ bạn để ý đến những con số được gắn trên chúng và tự hỏi mã số ấy có ý nghĩa gì? Theo kinh nghiệm của nhiều người, những mã số này được gọi là PLU, Fresh Look Up, hiển thị các thông số về chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh thực phẩm sạch và bẩn đang tồn tại lẫn lộn như hiện nay, những con số này được bà nội trợ đặc biệt quan tâm, coi nó là cách giúp phân biệt chất lượng của các loại hoa quả. Theo chia sẻ của nickname TN, bí kíp khi đi siêu thị mua hoa quả nhập khẩu là nhất định phải nhìn vào mã vạch trên từng loại quả. Nếu trên tem có 4 chữ số bắt đầu bằng số 3, đây là trái cây được xử lý bằng công nghệ ion hóa, TN viết. Theo thông tin trên nhiều trang mạng khác, hoa quả sử dụng công nghệ này được nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và kéo dài thời gian bảo quản. Liều lượng chiết xạ ion tùy thuộc theo luật của từng nước, ví dụ như Mỹ theo quy định của FDA, Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế. Vì thế, theo TN, nếu nhìn thấy mã vạch này, người tiêu dùng có thể tin tưởng và chọn mua sản phẩm. Nếu trên tem có 4 chữ số bắt đầu là bón, ký hiệu này cho biết trái cây có sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu trong khi trồng và có chất bảo quản khi hái xuống. Vì vẫn sử dụng cách gieo trồng truyền thống, nên rất có thể trong các lọ hoa quả này vẫn tồn dư các chất gây độc hại như. Nếu trên tem có 4 chữ số bắt đầu là bón, ký hiệu này cho biết trái cây có sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu trong khi trồng và có chất bảo quản khi hái xuống. Vì vẫn sử dụng cách gieo trồng truyền thống, nên rất có thể trong các lọ hoa quả này vẫn tồn dư các chất gây hại cho sức khỏe và người tiêu dùng. Đáng nói nhất là nếu trên tem có dãy số bắt đầu bằng 8 là loại trái cây biến đổi gen, tuyệt đối nên tránh. Trái cây đáng được mua nhất, theo TN và nhiều bà nội trợ khác, chính là khi trên tem có 5 chữ số bắt đầu bằng số 9. Lý do là các loại hoa quả này được canh tác theo phương thức hữu cơ, không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hóa học và rất an toàn với sức khỏe. Tuy nhiên, vì có tiêu chuẩn cao nên chúng thường có giá rất đắt. Vậy nên, chị em mua trái cây nhập cho con nít ăn, có tiền thì chơi luôn số 9 cho lành. Loại số 4, người ta hay biếu tặng trong giỏ,
Nếu ăn, nhớ ngâm nước muối và gọt vỏ. Nickname này đưa ra lời khuyên. Ngay sau khi chia sẻ trên trang cá nhân, những thông tin mà TN cung cấp lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Không ít bình luận cho rằng bản thân họ cũng từng nghe qua về mã vạch PLU, tuy nhiên lại ít khi để ý đến nó. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại cho rằng mã PLU chỉ nên xem như một kênh tham khảo chất lượng, không nên quá tin tưởng vào nó. Người tiêu dùng không nên đặt tất cả trứng vào một giỏ. Trao đổi với chúng tôi, ông Phó Đức Sơn, Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng cho biết, mã tra cứu giá PLU là loại mã của Hiệp hội Tiêu chuẩn Nông sản Quốc tế. Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của các tổ chức này, thì mã PLU được sử dụng cho các nông sản được bán dạng rời, tự do, theo cân hạt từng sản phẩm, ví dụ quả táo hay bó rau. Mã PLU gồm 4 hạt 5 ký tự. Mã này thường được sử dụng tại quầy thanh toán để xác định giá của sản phẩm gắn mã. Việc sử dụng mã PLU là tự nguyện và có các giải mã 3.000, 4.999, 93.000, 94.999 và sẽ có thể mở rộng giải 83.000, 84.999 trong tương lai, ông Sơn chia sẻ. Theo ông Sơn, tiền số 9 đứng đầu của mã PLU 5 ký tự dùng để chỉ thị các sản phẩm gắn mã thuộc nông sản nuôi trồng theo phương pháp hữu cơ, nông sản hữu cơ. Đối với PLU, 4 chữ số thường để gắn cho các nông sản được nuôi trồng theo cách phổ biến, thông thường. Tuy nhiên, ông Sơn cho hay, theo tài liệu hướng dẫn thì không thấy đề cập đến số 3 của mã PLU 4 ký tự là để chỉ nông sản được xử lý bằng công nghệ bức xạ ion hóa như thông tin lan truyền trên mạng. Ông Sơn cũng cho rằng, để trả lời câu hỏi tiêu dùng, có nên tin tưởng vào các nhãn dán trên sản phẩm không? Đó là một câu hỏi vô cùng khó, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của người bán hàng. Theo ông Sơn, trên thị trường hiện nay còn có một loại mã khác, đó là GS1. Trên sản phẩm nông sản bán theo dạng rời, tự do, đề cập trên đang được các nước khuyến khích áp dụng mã vạch GS1. Trên sản phẩm nông sản bán theo dạng rời, tự do, đề cập trên được các nước khuyến khích áp dụng mã vạch GS1, DATAPA của tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1. Mã vạch GS1, DATAPA có ưu điểm mang được nhiều dữ liệu hơn so với các mã vạch thuộc họ mã EAN trên UPC, thường in trên bao bì sản phẩm hàng hóa, bán lẻ, có đo lường cố định thông thường. Bao gồm mã thương phẩm toàn cầu GTIN và các dữ liệu bổ sung liên quan sản phẩm như hạn sử dụng, số lô, ngày thu hoạch. Hiện nay, một số thị trường như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand đã tham gia và sử dụng hệ thống mã PLU của IFPS, nên nông sản nhập từ nước này về Việt Nam có thể có nhãn chứa mã PLU và mã vạch GS1 DATAPA. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Bộ Khoa học Công nghiệp giao và đại diện của Việt Nam tham gia vào tổ chức MSMV quốc tế GS1 và được tổ chức GS1 quốc tế cấp mã quốc gia có đầu số 893. Hiện tại, Tổng cục đang tổ chức cấp và quản lý MSMV có đầu số 893. Trong khi đó, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng người tiêu dùng không nên đặt tất cả trứng vào một giỏ, hoàn toàn tin tưởng vào tính xác thực của mã PLU. Theo ông Phú, các thông số trên sản phẩm, nếu không được các cơ quan có uy tín chứng nhận, không trở thành quy định bắt buộc, xuất hiện trong các văn bản pháp quy và có cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm, thì người tiêu dùng chỉ nên xem nó như một cách để tham khảo khi mua hàng. Hiện nay, công tác nhập khẩu của chúng ta còn khá lỏng lẻo, nên theo tôi, các thông số này chỉ nên xem để tham khảo. Tôi cũng cho rằng, trước khi đòi hỏi người tiêu dùng phải thông thái, thì các cơ quan chức năng nên siết chặt quản lý, bảo vệ người dân tốt hơn, ông Phú nói thêm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại cỏ quý hơn vàng, bà đẻ con nít khỏe mạnh quanh năm, mọc đầy ít người biết. Hồi còn bé xíu, em và lũ bạn hay ngắt cỏ này để chơi đồ hàng. Sau khi về làm dâu,
mới biết nó lại là loại thuốc quý mà y học cả Đông lẫn Tây đều quý trọng. Em thấy một số chị từng tuyên bố gạch mặt các bài thuốc dân gian, phần vì dùng lâu mà vẫn chưa thấy tác dụng, phần vì gặp một vài tai nạn trong quá trình dùng nên tưởng. Nhưng em khuyên thật các chị nhé, làm như vậy là thiệt lắm đấy ạ. Bản thân em cũng là một bà mẹ, đọc cũng nhiều, đi nhiều và chẳng bao giờ tin vào những quan niệm lạc hậu, cổ hủ để áp dụng nó trong cách chăm con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người quan sát, để ý nhà hàng xóm và thử nghiệm con mình. Em cho rằng vẫn có một số loại thuốc dân gian thực sự tác dụng, nếu không nói là rất hiệu nghiệm. Nếu các mẹ chưa tin, hãy xem em làm chuột bạch thế nào nhé. Hồi có bầu được 8 tuần, do em không biết mình mang thai nên cứ chạy sắp chạy ngửa, lo việc cửa hàng. Kết quả là em bị động thai, chảy cả máu. Vì khi ấy em mang bầu con trai đầu, lại là cháu đích con của cả nhà, nên chồng em phải cất công rước mẹ chồng từ dưới quê lên chăm. Lúc lên, bà mang theo rất nhiều thứ cây trồng trong vườn nhà, trong đó có cả một bịch cỏ bự, dài dài mà mới nhìn em chưa đoán ra là gì. Bà bỏ ra cho xem, em mới biết loại cỏ này, ngày trước em và lũ bạn vẫn thường bứt, cho lên bắt dê thuôn và chơi trọi gà. Nghe má nói, lấy cỏ này xắt nước để uống, tưởng nói chơi, ai ngờ hôm sau má làm thật. Má bảo đây là cỏ màng trầu, chỉ cần em chăm chỉ uống ngày 2 lần, buổi sáng và tối, thì ít hôm nữa sẽ hết động thai mà chứng ốm nghén cũng khỏi luôn. Ban đầu em cũng hơi ngại uống, vì từ trước giờ chỉ trọng thuốc Tây, vừa nhanh hiệu quả, lại là cả xã hội người ta đều dùng. Nhưng vì má chồng cứ kè kè bên cạnh nên chẳng dám bỏ. Cũng may cho em, vị của nó dị uống, vị ngọt ngọt và hơi đắng đắng tí tẹo. Sau 5 ngày uống liên tục thứ nước này, chồng đưa em đi tái khám lại, đến cả bác sĩ cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Từ sau lần ấy, em bắt đầu tin tưởng công dụng của cỏ màng trầu này, nhưng cũng không nghĩ nó lại có nhiều lợi ích như thế. Lúc em sắp sinh, má chồng lên thăm cũng đùm đều qua quê và không quên gói cho em một bịch cỏ màng trầu, dặn dò. Con đẻ xong, nấu nước cỏ màng trầu uống thì dịch sẵn sẽ mau hết. Nếu con bị vàng da, trúng ngày trời không có nắng, lấy cỏ này tắm cho con thường xuyên sẽ khỏi ngay. Còn không, cứ lấy nó tắm cho thằng bé hàng ngày, để sau này có mũi chích hay con gì cắn sẽ không bị ghẻ lỡ, da dẻ cũng mát mẻ. Nhớ lời má dặn, sau sinh em cũng nhờ mẹ ruột sắc uống thử xem sao. Thấy em chỉ mới 2 tuần đã sạch sẵn dịch, bé mẹ đẻ em đã có kinh nghiệm sinh cả 5 đứa con cũng còn phải há hốc miệng không tin. Về phần con em, Tiku không bị vàng da, nhưng em cũng lấy cỏ này nấu nước cho bé tắm thường xuyên. Lại thêm lần nữa, em chứng thực cỏ này đúng là sự thật. Như những đứa trẻ khác, mỗi lần bị con gì cắn thì nổi sưng đỏ, lở lét và để lại sẹo thâm, chứ còn em thì không. Đã vậy, em cũng chưa thấy con nổi đợt rôm nào, dù thằng bé đến nay đã được hơn 3 tuổi. Qua rất nhiều lần sử dụng, với nhiều mục đích khác nhau, em cũng rất tò mò về loại cỏ thần sầu này, nên mày mò tìm hiểu thêm. Dưới đây là những gì em biết về công dụng của loại cỏ này, cũng như các bài thuốc quý cho bà bầu lẫn trẻ nhỏ. Các mẹ có thể nghiệm xem nhé. Nhận biết cỏ màng trầu. Tên gọi thông thường nhất là cỏ màng trầu, nhưng một số vùng quê khác còn gọi nó là cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu hay cỏ gián. Cỏ này mọc nhiều ở ven đường, ven bờ ruộng hoặc các bãi đất hoang. Rễ của cỏ rất chắc, khỏe và thân cao tầm ngang đầu gối, 15-90cm. Mỗi cây cỏ đều có bông, tẻ ngón từ 5-7 nhánh, tuổi đều theo vòng tròn. Tất cả bộ phận của cỏ từ rễ đến thân, hoa quả đều có thể dùng làm thuốc. Ở đây, em xin chia sẻ với các mẹ các bài thuốc cho bà bầu và trẻ nhỏ mà em đã sưu tầm được từ các nguồn tài liệu y học khác nhau. Để chăm bà bầu, trị chứng cao huyết áp thai kỳ, lấy cỏ cây gồm rễ, sau khi rửa sạch, thái nhỏ và cân đúng 50g, lấy phần cỏ này đi giã nát và hòa với một bát nước sôi. Cuối cùng, bắt lấy nước trong để uống ngày 2 ngày. Vì cỏ đã có vị ngọt tự nhiên nên không cần thêm đường, nhưng nếu thấy quá khó uống, có thể thêm chút xíu đường. Trị động thai, táo bón, lo âu, non ngán, đau đầu hoặc tức ngực. Phơi cỏ màng trầu khô, ngày lấy 12-16g nấu với 500ml nước,
còn lại 300ml và uống ngày 2-3 lần. Ăn thay: 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Ăn thay: 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và rắc lấy nước uống ngày. Tất cả đem rửa sạch. Ăn thay: 8g cỏ mần trầu, 8g cỏ chanh, vài lát gừng tươi, một nhánh xả và ít vỏ quýt. Tất cả đem rửa sạch và rắc lấy nước uống hàng ngày. Để sản dịch mau hết, ngày rắc 50g cỏ mần trầu, lấy nước uống từ 2-3 lần để sản dịch mau hết và cơ thể sạch sẽ từ bên trong. Ngoài ra, để chống rụng tóc như mưa sau sinh và chữa bệnh sa tử cung, người ta cũng dùng đến cỏ mần trầu. Để chăm các con trẻ mụn nhọt, rôm sảy, nổi ban đỏ, tưa lưỡi, lấy khoảng 120g cỏ mần trầu tươi rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cho trẻ uống. Nếu là cỏ khô, lấy 20g xắt với 400ml nước, còn 100ml và chia uống ngày 2 lần. Trị trẻ bị viêm da, vàng da, lấy 60g cỏ mần trầu xắt lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng công hiệu, có thể tìm cây tổ cán được, một loại cây gió, khoảng 30g để xắt nước cùng. Trị trẻ bị sốt cao, co giật, lấy 120g cỏ mần trầu xắt với 500ml nước, còn lại 300ml, sau đó thêm ít muối và cho bé uống liên tục trong vòng 12 tiếng đầu. Trị trẻ bị cảm, nóng sốt, lấy 16g cho mỗi loại gồm cỏ mần trầu và cỏ chanh để xắt lấy nước cho bé uống, phòng ngừa viêm màng não truyền nhiễm. Mỗi ngày xắt khoảng 30g cỏ mần trầu và cho bé uống liên tục trong 3 ngày vào thời điểm dịch viêm màng não xuất hiện. Sau đó, cách 10 ngày lại cho bé uống với liều lượng tương tự. Trẻ đái dầm, lấy 20g cỏ mần trầu, 20g mùi tàu, 20g rau ngổ, 10g cỏ sữa lá nhỏ, đem rửa sạch và xắt cho bé uống sau bữa ăn chiều. Trị độc trong, ghẻ lở, mẩn ngứa, lấy 50g mần trầu tươi, giã lấy nước cho bé uống ngày 2-3 lần. Trị viêm gan, vàng da, trẻ có dấu hiệu vàng da do viêm gan, lấy 50g cỏ mần trầu tươi, 20g rễ tổ kiến được, xắt lấy nước uống ngày 3 lần. Trị bong gân, bé vui chơi, chạy nhảy bị té ngã, bong gân, lấy cỏ mần trầu giã nhỏ và đắp trực tiếp lên chỗ bị bong gân, sau đó dùng vải sạch quấn lại. Sau khoảng 3 ngày trị, trẻ sẽ khỏi. Đây là chia sẻ của em, các mẹ có thể thử hoặc không tùy lựa chọn. Tuy nhiên, sau thời gian bầu bí và chăm sóc con nhỏ, em rút ra được một điều này. Đôi khi bản năng người mẹ sẽ chỉ cho mẹ biết phải làm gì, thay vì luôn răm rắp theo lời bác sĩ hoặc một lời chỉ dẫn nào đó. Vì vậy, chỉ có mẹ mới là người chăm con tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tàn ma, tàn tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà theo quan niệm dân gian.
Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. Bón, cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trời lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắt, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chạm mặt cây chữa ung thư mà không biết. Xung quanh vườn nhà của mỗi gia đình có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh thần kỳ nhưng ít người biết. Trong số này có cây nút nát, tên khoa học là Aculum indicum ven. Đây vừa là cây thực phẩm, vừa là cây thuốc vô cùng quý trong văn hóa chữa bệnh của người Việt. Lá, hoa và quả khi còn non có thể làm món xào, luộc hay nộm. Hoa và quả thường thu hoạch vào mùa hè. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng có nhiều nghiên cứu và xác minh thực nghiệm về tác dụng chữa bệnh của cây nút nát. Trong đó, nổi bật là điều trị các bệnh như dạ dày, viêm gan, dị ứng, viêm phế quản, mụn nhọt, lị và đặc biệt là ung thư. Trong hạt và quả cây nút nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, có tính kháng histamin, tác dụng tốt đối với bệnh dị ứng, mề đay và mẩn ngứa, và chất đắng kết tinh arosilin, alkaloid. Hạt nút nát phơi khô, sắc uống, hạt tán bột uống có thể giúp điều trị viêm hạ cấp và mãn tính, viêm phế quản, ho gà, đau dạ dày, đau mạn xương. Với vỏ nút nát, thường được đẽo trên vỏ cây còn sống, khi phơi, sấy khô, thường gọi là hòn bá nam, có vị đắng ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, tiêu thủng, giải độc. Ngoài ra còn có tác dụng chữa viêm gan, vàng da, viêm bàng quang, ỉa chảy, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản, ho khan tiếng, sởi, mề đay. Dùng vỏ nút nát lượng 9-15g, sắc hạt nấu thành cao uống, kết hợp bồi ngòi, hạt rửa giúp điều trị dị ứng, mề đay. Đặc biệt, hòn bá nam có hiệu quả rất tốt trong điều trị ung thư. Hòn bá nam là vị thuốc chính, để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật, khối u, tế bào lạ. Do vỏ nút nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid. Phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, không can thiệp cũng là xu hướng của thế giới hiện nay. Tức dùng các loại dược vật thay cho hóa chất tổng hợp để chữa các bệnh chuyển hóa, miễn dịch theo quy luật sinh học. Một số bài thuốc khác từ vỏ cây nút nát: chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khi ức kết. Vỏ cây nút nát: hòn bá nam 16g, bạch thược 12g, hạt dành dành, chi tử 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, xài hồ 16g, sa tiền 12g, cỏ nhỏ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây nút nát 16g, chó đẻ răng cưa 16g, có xay 16g, xài hồ 12g, đường quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa đau dạ dày: vỏ cây nút nát, bồ hòn, ngũ linh chi, ô tạc cót,
sắc nước uống, chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mặn ngứa. Vỏ cây nút nát sau qua 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, sai hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xài đất 16g, lá cơm rượu 16g, ức kim 10g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây nút nát 16g, lá đường đỏ 14g, cái dầu ngựa 14g, kim ngân hoa 16g, tô mộc 10g, trần bì 10g, cúc hoa 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Thuốc rửa hạt bôi tại chỗ. Vỏ cây nút nát, hòn bá nam 50g, lá kinh giới 30g, lá đinh lăng 30g. Sắc lấy nước rửa hạt bôi ngoài da ngày 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em. Vỏ cây nút nát 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, xài đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, xài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g, sắc uống ngày 1 thang chia 3-4 lần. Chữa lị, vỏ cây nút nát 20g, hòn liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, cỏ mài 16g, hạt sen 16g, bạch trực 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhỏ nồi sao đen 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây nút nát 16g, búp ổi 12g, đinh lăng 20g, khổ sâm 16g, rau sam 20g, hoa hè sao đen 16g, cỏ sữa 20g, bạch trược 12g, cỏ ngũ sắc 16g, ngũ gia bì 16g, hoàng đằng 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú có cục rắn, đau. Vỏ cây nút nát 16g, hương nhu 16g, cắt căn 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, ức kim 10g, tám nhân sao đen 16g, đinh lăng 16g, hè hoa sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, dùng trong 20 đến 30 ngày một liệu trình. Lưu ý, người mắc chứng hư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy cẩn thận khi dùng nút nát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rợn người, chỉ cần ăn một miếng những món này tương đương với nuốt 6.000 con vi khuẩn vào bụng mình. Quá rợn người luôn khi biết những món ăn chỉ cần ăn một miếng là nuốt hơn 6.000 con trùng vào trong miệng, thực sự ghê sợ. Trước đây, khi y học chưa phát triển, trong xã hội thường xuyên xuất hiện nhiều căn bệnh lạ, vốn dĩ là một người khỏe mạnh, đùng một cái bị đau đầu đến phát điên, thậm chí còn tử vong. Những dấu hiệu này là do bệnh từ miệng mà ra. Những người mắc bệnh thường ăn những đồ ăn chưa được làm sạch nên mới gây ra tình trạng như vậy. Có những món ăn chỉ cần ăn một miếng là đã có hàng trăm hàng nghìn con ký sinh trùng chui vào cơ thể. Nếu không kiểm tra kịp thời sẽ gây nên hậu quả vô cùng đáng sợ. Sau đây là 6 món ăn rất dễ ẩn chứa nhiều ký sinh trùng. Khi ăn chúng ta nên để ý cẩn thận. 1. Ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Đến nay, có một số nơi đã bán món ăn làm từ thịt ốc, nhưng trong món ăn khoái khẩu này lại chứa rất nhiều ký sinh trùng. Trong một con ốc có đến 3.000 đến 6.000 con ký sinh trùng. Mùa hè là mùa phát bệnh từ các con trùng này. Vì vậy, nếu chúng ta ăn ốc thì nhất định phải nấu thật chín rồi mới ăn. 2. Lươn. Lươn không chỉ là loài động vật có nguồn gốc từ thiên nhiên mà còn được con người nhân giống. Nhưng dù là thiên nhiên hay nhân giống thì khi để dưới kính hiển vi đều có thể thấy dấu vết của những con giun đầu gai. Khi những con giun này đi vào cơ thể, nó sẽ tác oai làm tổ trong cơ thể người giống như con ruồi không đầu. Cũng sẽ leo lên mắt khiến chúng ta bị mù mắt. Chúng sẽ chui lên não sẽ khiến con người bị mất mạng. Phương pháp tốt nhất để đối phó với chúng
là nấu thật chín thịt để khiến những con giun này chết hẳn. 3. Tôm. Thật ra không chỉ có tôm mà những loại động vật giáp xác đều có thể ăn trùng sán lá phổi. Nếu chúng ta chiên, rang, ướp đều không thể giết chết hết con trùng được. Vì vậy, khi ăn, chúng ta bắt buộc phải nấu chín toàn bộ. Hơn nữa, phải tách phần đầu bởi đó là bộ phận có nhiều ký sinh trùng ẩn náu nhất. 4. Thịt bò tái. Rất nhiều người chỉ thích ăn thịt bò chín khoảng 3 phần chứ không chín cả. Vì như vậy, ăn vào sẽ có cảm giác tươi ngon, nhưng theo đó sẽ có mùng vàng ký sinh trùng ẩn nấp bên trong. Nó có tên gọi là tinea, sắc dày trưởng thành thường có màu trắng sữa. Con dài nhất, thậm chí dài 4 đến 8 mét. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, nếu muốn ăn thịt bò tái thì tốt nhất nên để nó chín đến 8-9 phần. 5. Lẩu thịt dê. Những loài động vật thuộc động vật có vú và thuộc họ nhà chim thì đều có khả năng bị nhiễm ký sinh trùng. Mà nguồn lây nhiễm chủ yếu của con người đến từ các món thịt mà chúng ta ăn hàng ngày. Nếu khi ăn lẩu, thịt chưa được nấu chín sẽ có khả năng nhiễm khuẩn rất cao. 6. Hạt dẻ nước. Nguyên nhân là hạt dẻ nước thuộc loại sinh vật sống trong nước nên rất dễ có ký sinh trùng bên trong. Nếu không rửa sạch mà trực tiếp ăn thì ký sinh trùng sẽ trực tiếp chui vào cơ thể chúng ta. Do các loại ký sinh trùng này tập trung chủ yếu trên vỏ hạt dẻ nên khi nấu chúng ta nhất định phải làm sạch vỏ bên ngoài, sau đó dùng nước nóng để bóc vỏ. Tuyệt đối không được dùng răng để lột vỏ. Đọc xong bài này, bạn có cảm thấy ghê sợ không? Trong bữa cơm hàng ngày, chúng ta nhất định phải chú ý đến môi trường và chú ý đến việc làm sạch món ăn. Ngoài ra, còn phải ăn những món ăn đã được nấu chín hoàn toàn. Như vậy, mới giảm thiểu được tỷ lệ bị nhiễm khuẩn từ ký sinh trùng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chín vào món ăn, hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chín đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chín quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chín hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó,
Cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.